Từ xưa đến nay môn tiếng Anh luôn được xem là nỗi ác mộng của nhiều cô cậu học trò. Thậm chí đi học hết 12 năm, khả năng tiếng Anh của nhiều người vẫn không thể khá hơn chút nào. Biết được điều này, nhiều giáo viên tiếng Anh đã cố gắng hết sức trong việc giảng dạy, nhằm cải thiện tình trạng dốt tiếng Anh của học trò. Điển hình là mới đây một thầy giáo đã làm ra đề cương ôn luyện tiếng Anh của mình theo một cách có 1:2. Đảm bảo nhìn vào cô cậu học trò nào cũng có hứng thú học hành. Tài liệu tiếng Anh gây sốt mạng xã hội. Ảnh Gân Hù. Cụ thể, trong phần dạy cách phát âm S đằng sau danh từ, thầy giáo đã chú thích và lấy ví dụ như sau. Thêm S vào sau hầu hết các từ có tận cùng là S, CH, S, M, không. Thay vì lấy ví dụ là những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh, thầy giáo này đã chỉ cách học trò dễ nhớ hơn. Say, chiều, xỉn, ô. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Trước phương pháp dạy học quá sáng tạo của thầy giáo, nhiều học trò đã bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ngày xưa thầy giáo mình cũng chỉ cách như thế này. Học giàu dễ hơn hẳn luôn, bạn tờ. Mời bình luận. Thầy giáo có cách làm hay ghê, ngày xưa học mãi mà không thuộc, giờ thử cách làm này xem sao, bạn tờ. Hờ cho hay. Rõ ràng với cách làm này, thầy giáo đã kích thích sự hứng thú học tập của học sinh hơn. Thậm chí, một số bạn khác chia sẻ thêm cách ghi nhớ khác bá đạo không kém của thầy cô giáo mình. Cô mình dạy là ông Sáu chạy xe, lớp mình là ông Sáu chạy xe, xuống ông chẳng sợ.